Hello, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh channel của mình nhé. Hôm nay cùng vào bếp với Hằng để nấu món siro dâu tây nhé cả nhà nhé. Let's go. Mình đã nói với các bạn là mình còn hai rổ dâu tây đó. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm siro như thế nào nhá. Trước tiên là mình phải rửa dâu cho thật là sạch. Rồi bây giờ mình cắt cái cuống của cái dâu tây đi các bạn. Và đây là anh xã đang help mình làm đó cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy dâu tây của em hôm trước hái ngon không? Đã không? Nhìn to không? Rồi, anh xã đã làm hết một rổ rồi, sắp hết rồi cả nhà ơi. Hai cái rổ đó được đầy một cái nồi của mình nhá. Cái nồi của mình là 8 khọt. 8 khọt nó rơi vào tầm bao nhiêu lít em cũng không rõ lắm. Trời ơi, có cái trái dâu nó sinh ba kìa. Ba quả nó chập vào nhau á. Rồi, bây giờ đã làm hết rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đặt lên bếp nè, đầy một nồi dâu đó cả nhà. Và mình sẽ cho hai bát nước này vào nhá. Một rổ là một bát, hai rổ sẽ là hai cái bát nước. Đấy các bạn nhìn này. Đó. Chỉ cho xâm xấp nước vậy thôi, đừng cho nhiều quá nhá. Và mình đun với lửa to nhé cả nhà nhá. Bây giờ mình cho hai thìa muối vô cả nhà nhá. Các bạn nhớ để ý khi lửa nhá. Vì nó sôi rất là nhanh đó cả nhà. Các bạn nhớ phải canh nữa nhá. Khi nào nó sôi lên thì các bạn vặn nhỏ, thật là nhỏ lửa, khoảng về medium. Mình xin nhắc lại nhá, cái lửa nó quan trọng lắm đấy cả nhà. Bởi vì khi nó sôi lên là nó rào đó. Cho nên là khi nào mà các bạn nhìn thấy nó hơi sôi lên một cái là các bạn phải nhớ thật giảm thật là nhỏ lửa đi. Nếu mà nó bùng lên là bạn phải tắt luôn á. Tắt đi và cái bê ra bếp rồi, không là nó rào ra đấy. Tại vì cái dâu rồi nó khi nó rào là nó sôi lên là nó sẽ lên bọt á. Nó sẽ rào. Nên các bạn phải nhớ để ý cái lửa đó. Lúc đầu thì mình vặn thật là to lửa, nhưng mà xong bắt đầu nó chuẩn bị bắt đầu sôi cái thì mình phải vặn giảm nhỏ lửa đi. Rồi mình hớt cái bọt á. Và tính từ lúc nó sôi là các bạn sẽ đun khoảng trong vòng nửa tiếng nhá. Nửa tiếng cho đến 40 phút. Để cho cái trái dâu nó thôi ra đó cả nhà. Và mình lấy cái nước của nó mà khi nào mà cái trái dâu á, các bạn nhìn thấy nó chuyển sang cái màu nó không được giống như cái trái dâu tươi nữa, mà nó chuyển sang cái màu trắng á, nó hơi, nói chung là nó nhạt cái màu của cái trái dâu đi, là trái dâu nó là bắt đầu là cái siro nó được rồi đấy. Các bạn phải chịu khó canh mà vớt bọt nhé cả nhà nhé. Cách canh để hớt bọt ấy. Đó. Cái trái dâu nó chuẩn bị nó đổi màu rồi đó cả nhà. Rồi các bạn nhìn thấy trái dâu nó khác màu rồi không? Đó, cái màu nó nhạt đi rồi đấy. Và bây giờ mình sẽ vớt cái bã của nó ra nhá, cái cái của nó đấy. Bây giờ mình vớt ra này.
rồi, bây giờ mình đã vớt hết rồi cả nhà nhá. Và bây giờ bắt đầu chuẩn bị mình cho đường này cả nhà ơi. Và đây sẽ là một gói đường mình sẽ cho vào vô nhá. Và mình không có, hôm nay mình đi chợ mình không có cái gói đường nó nhỏ. Và mình sẽ lấy một cái gói đường 4 pound là gần vào 1.8 kg á. Mình sẽ cho một nửa thôi nhá. Mình cho tạm trước một nửa để xem nó có ngọt vừa chưa. Vì trái dâu này nó ngọt lắm nên là mình nếu mà trái dâu mà nó chua ấy thì mình sẽ cho nửa già cái gói này là rơi vào tầm khoảng hơn 1 cân. Còn nếu mà cái trái dâu này mà nó ngọt á thì mình sẽ cho khoảng 1 cân thôi cả nhà. 1 cân là rơi vào tầm 2 pound đó. Cái gói này 4 pound thì bây giờ mình sẽ cho trước là 2 pound để xem thôi. Rồi khi mình cho đường rồi thì bây giờ mình là cũng vẫn đun nhỏ lửa thôi nhá cả nhà nhá, đừng đun to lửa, vẫn cái giữ cái nhiệt độ như vừa rồi mình đun đó. Đó, mình để ở cái rổ cho nó ráo đây này, rồi cái nước nó sẽ nhiễu xuống là mình sẽ lại đổ ngược lại vào cái nồi này, mình đun cho nó thật là sôi lên. Khi mình cho vào cái đường vào đây rồi đó thì mình đun khoảng chừng nửa tiếng nữa nhá cả nhà nhá. Nửa tiếng nữa là đó, bạn nhìn thấy đầy một rổ, à quên, đầy một cái nồi dâu mà mình nó sắc xuống chỉ còn có nửa nồi nước thôi. Đây các bạn nhìn thấy cái nhiệt độ của mình nha. Lúc đầu là mình sẽ mở cái lửa to đấy, bây giờ mình xuống cái nửa cái nhiệt độ nó về cái số medium là mức trung bình nữa cả nhà. Đây các bạn nhớ để nước có lăn tăn như này thôi này, đừng để sôi quá. Khi đun sôi nửa tiếng rồi là các bạn nhớ tắt bếp và để thật là nguội nhá, để sáng hôm sau mình sẽ đổ. Còn nếu mà các bạn nấu buổi sáng thì các bạn hãy để buổi chiều hoặc các bạn hãy đổ. Và trước khi đổ thì các bạn phải nhớ rửa những cái hũ mà hoặc những cái chai mình phải trụng qua nước sôi nhá. Nói là nước đun sôi thì các bạn phải đun thật là sôi lên, nhưng mà các bạn phải để cái nước sôi đó nguội xuống khoảng chừng 80 độ C. Thì bởi vì nếu mà nước mà nóng quá là những cái hũ này nó sẽ vỡ, nó sẽ lứt ra. Nên là các bạn lưu ý nhá. Lưu ý là những cái chai, những cái nắp á, các bạn cũng phải trụng qua nước sôi hết. Sau đó các bạn cất vào cái tủ lạnh nhé cả nhà nhé. Giữ vào tủ lạnh thì sẽ để lâu lắm cả nhà. Cứ tới mùa dâu là mình hay làm cái này lắm cả nhà. Bởi vì mùa dâu thì nó rẻ đó, nên là mình hay nấu cái này để mình uống với đá bào này. Hoặc là anh xã mình thì hay pha rượu á, ngon lắm cả nhà. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách pha rượu với cái nước này nhé. Uống với đá bào thì chua chua ngọt ngọt, ngon lắm cả nhà. Rồi video của mình tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.